Viettel là sân Mỹ Đình. Tuy nhiên, trong thời gian này thì sân Mỹ Đình đang được tu sửa để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á năm 2019. Hai tân binh của Viettel trong mùa giải năm nay rất nguy hiểm. Xuyên chút nữa đã có bàn thắng mở tỷ số cho các cầu thủ Viettel. Đó là một pha lên tham gia tấn công của trung vệ Văn Thiết. Văn Thiết trước đây cũng đã từng được gọi vào đội tuyển U19 Việt Nam cùng với lứa những cầu thủ như là Công Phượng, Xuân Trường hay là Tuấn Anh. Rất nguy hiểm. Gôi! Không vào! Quá đáng tiếc. Bóng vừa rồi có lẽ đã đập trúng vào cột dọc. Và những cơ hội nguy hiểm được tạo ra cũng khá đều. Khá nguy hiểm. Bất ngờ đã đến một pha đánh đầu. Bàn thắng đến từ một pha đánh đầu. Và chúng ta đã thấy được cánh chào, cách ăn mừng của những người lính. Mặc dù đó đến từ một cầu thủ ngoại binh, João Paulo da Souza lại là người lập công. Câu lạc bộ Viettel đang có một sự khởi đầu có thể nói là khá thuận lợi. Trước đó họ cũng đã có một cơ hội để mở tỷ số sau cú đệm lòng của Vũ Minh Tuấn. Bóng đập trúng vào cột dọc. Rất có thể đây sẽ là một cú sút thẳng của Trọng Hùng. Trọng Hùng sút ngay. Không vào! Phía đội chủ nhà Viettel là Văn Thiết đang bị đau. Chúng ta cùng xem lại pha bay người đẩy bóng vừa rồi của Thế Tài. Hưng phấn sau quả đá phạt vừa rồi. Cơ hội! Không vào! Cú bắt vô lê của Đinh Tiến Thành. Không có lý do gì để không dứt điểm ngay ở một cơ hội như thế này. Cú vô lê bóng đi thẳng vào khung thành của đội chủ nhà. Và để bất bóng rất nguy hiểm, Ri Mario. Ba cầu thủ, bốn cầu thủ áo vàng đang dâng lên. Cơ hội, Gramos. Hoan hô thủ môn Quang Thế Tài với các cầu thủ Thanh Hóa. Thật không may cho họ là thủ môn của đội chủ nhà trong trận đấu này lại đang thi đấu quá xuất sắc. Khá nguy hiểm. Vào! Đó là Bùi Tiến Dũng, trung vệ của đội tuyển quốc gia Việt Nam, kết thúc với tỷ số 1-0. Thì các cầu thủ Viettel trong một tình huống đá phạt góc đã có bàn thắng thứ hai. Một pha chạy chỗ và đánh đầu cũng rất quen thuộc của Bùi Tiến Dũng. Và đánh đầu rất đẹp mắt để nâng tỷ số lên thành 2-0 cho câu lạc bộ Viettel ở những giây cuối cùng của hiệp 1. Cơ hội rất nguy hiểm. Vào! Cuối cùng thì các cổ động viên Thanh Hóa cũng đã được hưởng niềm vui trên sân hàng đấy. Đình Tùng sau khi vào sân đã tạo ra sự khác biệt. Chúng ta cùng xem lại pha dứt điểm vừa rồi của Đình Tùng. Bùi Tiến Dũng đã lên tham gia tấn công. Rất nguy hiểm. Bóng được treo vào trước khung thành. Tuy nhiên đây là một tình huống mà bóng đã đi. Hoàng Đức. Pha đi bóng, kỹ thuật của Hoàng Đức đường chọc khe rất hay. Nỗ lực. Coi! Không vào! Pha dứt điểm là của Minh Tuấn. Vũ Minh Tuấn là người đã đón được bóng nhưng đáng tiếc là pha đệm lòng của Minh Tuấn lại đưa bóng đi chạy khung thành. Rất đáng tiếc cho đội chủ nhà. Một pha tấn công rất đáng chú ý. Rất
rất nguy hiểm, cơ hội không vào. Cơ hội có thể nói là rất tốt dành cho Di Mario. Di Mario đã khống chế một nhịp, sau đó thực hiện một pha sửa lòng trước khi anh thực hiện một động tác giả, và sau đó Văn Thắng thực hiện đường truyền cho Di Mario. Văn Thắng dứt điểm ngay, bóng đã đi chạy khung thành của Viettel nhưng họ đã không thể thành công. Và đúng lúc này thì tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Nguyễn Trọng Thư cũng đã vang lên. Một trận đấu rất hấp dẫn. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi, và cũng xin chúc mừng các cổ động viên của câu lạc bộ Viettel, họ đã có chiến thắng đầu tiên tại giải vô địch quốc gia mùa giải 2019.